Vâng, shop xạ thủ PCB ba miền, em lại xin kính chào toàn thể các bác cùng toàn thể anh em đam mê PCB trên mọi miền Tổ quốc. Nơi đầu, trước em gửi lời chúc, gặp lời chào tới toàn thể các bác cùng toàn thể anh em đam mê PCB trên mọi miền Tổ quốc có một sức khỏe dồi dào để theo đuổi niềm đam mê của mình. Và trên màn hình nhỏ của các bác đây, hôm nay em lại gửi bưu giới thiệu cho các bác, giới thiệu cho anh em một cây Epic Quy 2 lỗ. Và trước khi vào giới thiệu cấu hình ra sao, sản phẩm thế nào thì cho em giới thiệu qua về cách thức giao dịch và mua bán bên shop em nhé. Shop em có hình thức giao dịch và mua bán, một là ship code COD toàn quốc, hai cộng gửi xe. Ship code COD thì các bác và anh em có thể đặt hàng và nhận hàng, đồng kiểm tra hàng, đúng mẫu mã thì các bác và anh em mới phải thanh toán. Một cây củ như này thì bên em bóc tách ra làm 3 đơn lẻ và gửi bưu cho các bác, gửi bưu cho anh em thì các bác và anh em đồng kiểm tra hàng, đúng mẫu mã thì các bác và anh em mới phải thanh toán. COD thì bên em gửi toàn quốc nên các bác và anh em yên tâm, các bác chỉ việc nhấc máy lên và gọi điện qua số điện thoại đầu trang và inbox Zalo cho em, bên em phục vụ các bác, phục vụ anh em nhiệt tình và tận tình chú đáo. Về phần gửi xe thì bên em gửi xe 63 tỉnh thành cũng như là toàn lãnh thổ Việt Nam thân yêu của chúng ta, thì các bác và anh em chỉ việc nhấc máy lên và gọi điện trực tiếp qua số điện thoại đầu trang là 0823 835 477, bên em phục vụ các bác, phục vụ anh em nhiệt tình và tận tình chú đáo. Một cây FX như này, về phần gửi xe thì các bác và anh em được nhiều quyền lợi hơn là bên em lắp ráp và căn chỉnh ok một cây củ như này và đóng gói trả hàng cho các bác, trả hàng cho anh em và đi test căn chỉnh ok và đi test thực tế, trả video cho các bác, video cho anh em là thực tế, không bao giờ có hình ảnh cắt ghép nha các bác nhé, nên các bác yên tâm, hàng bên em lúc nào cũng là uy tín và giá rẻ, phục vụ các bác, phục vụ anh em đam mê PCB trên mọi miền Tổ quốc. Và cây củi này nó cấu hình ra sao, giá thành thế nào thì cho em giới thiệu qua về cây củi này nhé các bác nhé. Một là báng gấp chữ A các bác nhé, báng gấp chữ A, có gấp rút cho các bác rất là tiện, đi đâu các bác đút vào ba lô gấp rút rất chi là ok các bác nhé. Quy là quy sói hàng Epic, quy sói Hà Nội nha các bác nhé, quy 2 lỗ rất chi là ok. Van là van đờ gem rất chi là ok. Một cây Epic như này thì các bác và anh em đam mê PCB trên mọi miền Tổ quốc, nhìn một cây như này, nó chất lượng, nó cũng giá thành như nào thì các bác và anh em cũng biết rồi, em sẽ công bố giá cho các bác, cho anh em tham khảo. Bình này em lắp bình 0,35. Bình 0,35 lít tròn đã được sơn nốt phủ trong ngoài rất chi là ok cho các bác, cho anh em. Và giảm này em lắp giảm thanh FX, giảm thanh FX. Và cành là em lắp cành tầm trung rất chi là ok và ôm trọn vẹn đầu cành cho các bác, cho anh em rất chi là ok. Một cây FX giá tầm trung mà cũng rất chi là ok. Kính là kính VTR nha các bác nhé, kính VTR có vài gửi gắm vài viên kẹo rất chỉ là ok cho các bác nhé. Kính VTR 3-12 × 42 AOAC hỗ trợ các bác, hỗ trợ anh em cả đèn hồng tâm đi săn ban đêm rất chỉ là ok nha các bác nhé. Thì cây củi này thì em cũng công bố giá cho các bác, công bố giá cho anh em là 8.100.000 đồng các bác nhé, 8.100.000 đồng. Và các bác đặt nguyên cây thì em tặng các bác, tặng anh em một hộp kẹo kèm theo để về các bác và anh em đi test củi nhé. Thì bên em phục vụ các bác, phục vụ anh em đầy đủ tất cả linh phụ kiện dài lẻ của dòng PCB, ví dụ như Condo truyền thống, Epic, Beppelin, Vẻ Bích, phục vụ các bác, phục vụ anh em nhiệt tình và tận tình chu đáo. Thì các bác và anh em chỉ việc nhấc máy lên và gọi điện trực tiếp qua số điện thoại đầu trang và Zalo inbox cho em, bên em phục vụ các bác, phục vụ anh em nhiệt tình và tận tình chu đáo. Dạ vâng, thì các bác và anh em theo dõi kênh và xem kênh thì cho thằng em xin một like và một đăng ký kênh để em có động lực ra những video chất lượng hơn để phục vụ các bác, phục vụ anh em nhiệt tình và tận tình chu đáo. Dạ vâng, em xin cảm ơn các bác và hẹn anh em ở video tiếp theo. Dạ vâng, em cảm ơn.